những công trình được đánh giá là phi thường, đầy dũng khí và sức sáng tạo Việt Nam. Với những chiếc chân cắm sâu vào lòng biển, hàng chục công trình DK1, thường gọi là nhà sàn JK1 hay trạm dịch vụ kinh tế khoa học kỹ thuật của Việt Nam đang hiên ngang giữa đất trời. Đó là những cột mốc sống tạo thành phên dậu khẳng định chủ quyền đất nước trên Biển Đông. Quá trình thi công trên biển cũng phải phối hợp với rất nhiều các lực lượng bảo vệ từ vùng trời, vùng biển, rồi các lực lượng phối hợp trong bờ để xử lý các tình huống khi xảy ra trong quá trình thi công. Cho nên là quá trình thi công các công trình TK thì đòi hỏi gần như là một cái lực lượng tổng hợp của tất cả các cái bộ phận có liên quan đến xây dựng công trình. Xin chào anh. Vâng, lâu rồi mà thấy mạnh khỏe trong phát tướng như này. Rồi. Hôm nay rất là vui. Chúng tôi đến thăm nhà anh chị. Trong cái không khí Hà Nội hôm nay cũng rất là đẹp. Nắng hơi hanh hanh nhưng mà lại dễ chịu. Cũng là mùa thu lịch sử lại về. Thế và cũng lâu lắm để gặp anh, từ ngày anh rời quân ngũ về hưu. Thì nghe tin anh là vẫn rèn luyện thể thao bằng cái môn đạp xe. Thế và bây giờ là tôi nghĩ rằng là anh trước đây là quan văn, quan võ. Thế nhưng bây giờ anh nghỉ rồi, coi nhà quan văn tiếp tục đạp xe và đi làm thơ đấy. Thế cho nên là hôm nay anh em mình gặp nhau với tư cách là đồng tác giả ca khúc Giữ vững chủ quyền biển đảo Việt Nam. Chúng ta có cái phối hợp với nhau là cái bài hát. Tôi cho rằng đấy cũng là một cái cơ duyên, đó là rất hiếm. Đấy, đúng là vừa là hợp đúng vào cái gọi là lý và hợp tình trong những lúc bối cảnh lịch sử như bây giờ. Thế và cũng là hai anh em chúng mình cũng đã cộng tác với nhau và cũng hết sức là hợp lý và rất nhanh chóng nó ra được tác phẩm. Và tôi nói với nhạc sĩ là tôi cũng thực sự hết sức tự hào. Đấy, tức là cái có được cái ca khúc mà là nói về cái nhiệm vụ của mình làm việc đấy, xây dựng đóng góp cho đất nhà, mà lại được bằng cái lời ca tiếng hát bằng âm nhạc để thể hiện cảm xúc, để cho rằng đấy là cái điều mà không phải ai cũng có một cái vi dự được như vậy. Thế mà đây thì lại được nhạc sĩ gọi là nói thì cái cơ duyên gặp nhạc sĩ mà lại ta đồng cảm với nhau mà ra được cái bài hát, tôi cho là hết sức trân trọng. Nhân dịp kỷ niệm 25 năm binh chủng công binh xây dựng nhà giàn JK1, kính mời quý vị và các bạn đón nghe bản hợp xướng Giữ vững chủ quyền biển đảo Việt Nam. Âm nhạc, nhạc sĩ Nguyễn Đức Thực. Lời ca, đại tá Nguyễn Bá Hiểu. Do nghệ sĩ nhân dân Quang Thọ và hợp ca nam nữ Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày. Ta đi trên bờ biển Đông, ngắm bình minh lên nghe sóng vô bờ, mà nghẹn lòng nhớ tới thủa hồng hoang. Cha lạc lòng quân, mẹ âu cơ, đưa con lên rừng xuống biển, xây dựng cơ đồ giang sơn gấm vóc, cây giữa biển trời đất mẹ từ ngàn xưa. Và hôm nay ta bước đi thời đại mới, sao xuyến con tim bồi hồi nhớ lời Bác dạy. Các vua hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước. Bành trướng xâm lăng biển Đông, còn nhớ hay không khi phái Việt Nam những chi lăng bạch đăng lịch sử. Nay những nhà giàn JK1 mọc lên sừng sững hiên ngang giữa biển Đông, cột mốc biên cương giữa trùng khơi sóng gió nối liền Hoàng Sa Trường Sa. Lãnh hải của ta những đảo chìm đảo nổi, biển Bắc rừng vàng đất nước sinh sôi, biển rộng là nguồn dầu khí nơi nơi.
vượt sóng vươn khơi thuyền về cá nặng đầy khoang. Tự hào thay công binh quân đội nhân dân Việt Nam, nhiệm vụ vẻ vang dựng nhà sàn trên biển, xây những công trình khắp mọi miền đất nước, xây những pháo đài nhà sàn hội tụ trí tuệ Việt Nam, non nước hàng triệu con tim hướng về miền Đông chung tay thắp sáng nhà sàn, vì đảng làm quân dân một ý chí. Hào lịch sử 4.000 năm sáng chói những niềm tin, những chiến công giữ nước đất mẹ Âu Cơ, nay con cháu Lạc Hồng thắp sáng những nhà sàn giữ vững chủ quyền đất trời biển đảo Việt Nam. Giang sơn đất Việt ngàn năm, đất mèo cơ chắn sóng xô bờ, biển vọng về tiếng nói của người xưa, xây dựng non sông thời ấm cha, ra khơi tuy thuyền bé nhỏ, mưa dập sóng dồn phong ba bão tố, vẫn vững tay trèo tất cả vì đời sau. Và hôm nay ta bước đi giữa thời đại mới, sao xuyến con tim hồi hồi nhớ lời Bác dạy. Các vua hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước. Bành trướng xâm lăng biển Đông, còn nhớ hay không khi phái Việt Nam những chi lăng bạch đăng lịch sử, nay những nhà giàn DK1 mọc lên sừng sững hiên ngang giữa biển Đông, cột mốc biên cương giữa trùng khơi sóng gió nối liền Hoàng Sa Trường Sa. Lãnh hải của ta những đảo chìm đảo nổi, biển Bắc rừng vàng đất nước sinh sôi, biển rộng là nguồn dầu khí nơi nơi, vượt sóng vươn khơi thuyền về cá nặng đầy khoang. Tự hào thay công binh quân đội nhân dân Việt Nam, nhiệm vụ vẻ vang dựng nhà sàn trên biển, xây những công trình khắp mọi miền đất nước, xây những pháo đài nhà sàn hội tụ trí tuệ Việt Nam, nào nước hàng triệu con tim hướng về miền Đông chung tay thắp sáng nhà sàn, khi đang làm quân dân một ý chí. Trên biển xây những công trình khắp mọi miền đất.